Liên quan đến vụ nổ vào chiều qua ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội khiến 4 người thiệt mạng. Trong quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường thì công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang thép được xác định là vật liệu dùng để chế tạo bom mìn. Còn theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn. Từ vụ nổ này đã cho thấy những bất cập trong việc quản lý việc kinh doanh phế liệu và vật liệu nổ khi có những quả bom vẫn đang hiện hữu giữa các khu đô thị. Khu đô thị Văn Phú, Hà Nội. Một ngày sau vụ nổ xảy ra, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ nổ. Người dân dọn dẹp lại nhà cửa trong nỗi sợ hãi kinh hoàng sau khi biết tin người hàng xóm tên là Phạm Văn Cường đến thuê nhà tại đây từ 3 năm nay để thu mua phế liệu. Và trong lúc anh Cường dùng đèn khò cắt một khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen rỉ, đường kính khoảng 40-50cm, dài khoảng 80cm, với khối lượng ước khoảng trên 100kg, thì vụ nổ xảy ra. Cơ sở vật chất hầu như hỏng gần hết. Nhà anh là ai thương ạ? Vợ và con. Qua đây thì anh có kiến nghị gì để cho sự an toàn của người dân? Cũng kiến nghị là xem là trước khi buôn bán các mặt hàng này nên kiểm soát kỹ hơn. Người ta cứ cưa, người ta cứ nhìn các cái gì mà người ta bán được là người ta cắt ra để người ta lấy đồng. Nên là tôi thấy là nó hơi bị nguy hiểm đến tính mạng của người dân xung quanh. Đâm ra là người dân người ta cũng lo lắng, người ta cũng sợ. Tại khu đô thị Văn Phú, nhiều căn hộ mới xây được cho thuê với giá rẻ. Nên nhiều người đã đến thuê lại để làm kho chứa hàng. Trong đó có căn hộ được anh Cường thuê để chứa sắt vụn. Người khác thuê nhà để kinh doanh ga. Lợi thế cho thuê nhà giá rẻ hoặc nhà mới xây xong phần thô ở những khu đô thị còn ít người trở thành nơi tập kết những mặt hàng có thể giết chết nhiều người. Rất là nhiều về cái chuyện mà đồng nát, là đi cưa mị các thứ này khác là có bom rồi là từng những cái bình ga, bình kiếc đấy là người ta đi cưa rồi. Thế nhưng không hiểu làm sao mà ở đây vẫn cứ như thế. Phải kiểm soát thật chặt chẽ mà phải đưa ra xa khu dân cư chứ không để trong khu dân cư như thế này được. Vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội tiếp tục phát đi lời cảnh báo nguy hiểm từ hoạt động kinh doanh sắt phế liệu mà người dân vẫn quen gọi là đồng nát thu gom sắt vụn. Không loại trừ khả năng trong đống phế liệu mà người dân đang lưu giữ rất có thể còn chứa những quả bom, những đầu đạn còn chưa phát nổ. Đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng. Nhiều người dân bỏ mạng. Nhiều người tàn phế vĩnh viễn từ việc thu mua vật liệu chưa nổ. Họ liều mạng sống của mình và của cả một cộng đồng khi cưa những quả bom nặng hàng tạ để lấy thuốc nổ và kim loại để bán phế liệu. Mức độ nguy hại sẽ càng lớn hơn khi mà việc cưa cắt phế liệu diễn ra giữa một khu đông dân cư. Bình quân mỗi năm ở Việt Nam có trên 1.500 người chết và trên 2.000 người bị thương do bom mìn còn sót lại trong chiến tranh gây ra. Trong đó có không ít người tìm kiếm và buôn bán vật liệu chưa nổ. Thực ra là câu chuyện đó là câu chuyện rất là nguy hiểm. Không ai có thể dám cưa bom, cưa mìn. Vì thế thì chúng tôi nhấn mạnh rằng gì, cái việc đầu tiên tức là phải nâng cao nhận thức của người dân, phải hướng dẫn cho người dân những cái bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh, những cái thứ đó thì phải báo các cơ quan chức năng, thí dụ như quận đội, huyện đội, lực lượng công binh để họ xử lý. Góp phần hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ đang diễn ra, có thể chỉ bằng một kiến nghị giản dị của người dân được đáp ứng. Đó là cần có biện pháp để kiểm soát việc thu mua phế liệu, nhất là các vật liệu nổ và đưa hoạt động này ra ngoài khu vực đông dân cư.